Thưa quý vị, trở lại với phần tin buổi tối là các bản tin cho biết New York lắp đặt quả cầu pha lê chuẩn bị cho lễ mừng năm mới. Vào sáng thứ Năm, các công nhân đã lắp ghép 192 mảnh tam giác mới và sáng lấp lánh, được làm từ pha lê Waterford để tạo thành hình khối cầu pha lê dùng cho lễ mừng năm mới 2019 tại công trường Times ở New York. Quả cầu pha lê 2019 sẽ mang chủ đề là Gift of Harmony, món quà của sự hòa hợp. Sự kiện đếm ngược thời gian đến năm mới diễn ra hàng năm tại quảng trường Times thường được theo dõi từ khắp thế giới. Trong quá trình đếm ngược, quả cầu pha lê với đường kính 12 feet và nặng 12.000 pounds sẽ được hạ thấp xuống và chạm vào sân khấu vào thời điểm giao thừa. Theo ước tính, khoảng 1 triệu người tụ tập về quảng trường Times tại Manhattan để tham dự chương trình đêm giao thừa, trong lúc hàng triệu người khác theo dõi trực tiếp sự kiện này qua TV. Thưa quý vị, trong khi đó thì Trung Tây của Hoa Kỳ phủ đầy tuyết và lũ lụt đe dọa 30 triệu cư dân của Đông Nam. Vào hôm thứ Năm 27 tháng 12, một trận bão tuyết đã khiến cho một trận đấu football đại học ở Texas đã bị hủy bỏ vào tối và cảnh báo xuất hiện cho vùng Trung Tây là tuyết sẽ phủ trắng xóa, khiến cho giao thông sẽ hỗn loạn kéo dài từ Minnesota cho đến Kansas và New England. Cảnh báo bão Blizzard trắng xóa tuyết có hiệu lực hôm thứ Sáu cho nhiều vùng ở Kansas, Nebraska, Bắc Dakota, Nam Dakota và Minnesota. Có vùng tuyết lên đến 18 inches và gió giật lên đến từ 35 cho đến 50 dặm một giờ. Trang mạng AccuWeather cảnh báo nhiều vùng sẽ có mưa rất lạnh và nhiều, khiến cho cây cối ngã đổ, kể cả các cột điện khiến cho tình trạng mất điện tràn lan có thể xảy ra. Miền Nam của Hoa Kỳ cũng bị thời tiết xấu đe dọa sau khi trận đấu First Responder Bowl ở Dallas đã bị hủy bỏ vào tối thứ Sáu và gần 30 triệu cư dân của vùng Đông Nam nhận được cảnh báo về lũ lụt ở Louisiana, Arkansas, Mississippi và Tây của Tennessee vào hôm thứ Sáu. Mưa có kèm theo sấm chớp, kể cả gió xoáy có thể xuất hiện. Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đóng cửa. Các cuộc thương thảo giữa phía Dân Chủ và Cộng Hòa tại Quốc hội cùng với Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc vẫn tiếp tục bế tắc, khiến cho một phần của các cơ quan công quyền của chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ngưng. Hiện nay có khoảng 420.000 nhân viên chính phủ liên bang phải làm việc mà không được trả lương, trong khi có chừng 380.000 người khác phải tạm nghỉ ở nhà. Thượng viện Hoa Kỳ tái nhóm vào trưa ngày thứ Năm, tuy nhiên không có dự tính về việc bỏ phiếu để tài trợ cho hoạt động của chính phủ vì chưa có được thỏa thuận giữa phía Dân Chủ và Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, Hạ viện Hoa Kỳ không dự trù tái nhóm. Vấn đề cản trở lớn nhất trong cuộc thương thảo hiện nay là việc ông Trump đòi có thêm tiền để xây tường biên giới. Phía Dân Chủ đã từ chối việc chuẩn chi số tiền 5 tỷ này. Thưa quý vị, nổ máy biến điện ở New York làm cho cả một vùng trời sáng rực. Sở Cảnh sát New York đang điều tra vụ nổ máy biến điện ở nhà máy điện Con Edison ở Queens, New York vào hôm thứ Năm 27 tháng 12, làm cho cả một vùng trời sáng rực có màu xanh dương. Cơ quan công lực này đã tweet ra như vậy. Lửa bắt đầu cháy sau khi có hai máy biến điện nổ tại góc đường 20 và đường 32 ở khu Astoria. Sở cứu hỏa New York cho hay, tai nạn đang được giải quyết và không có báo cáo nào cho thấy có ai bị thương tích. Các tiếng nổ làm sáng rực một bầu trời tạo ra màu xanh dương, đứng từ xa tận Manhattan và bên tiểu bang New Jersey vẫn có thể thấy được. Phi trường LaGuardia ở Queens tạm thời hoãn một số chuyến bay. Tất cả các cửa ra vào ở vi cảng đều bị mất điện, khiến cho cơ quan quản trị hàng không FAA phải ra lệnh tạm thời ngừng các hoạt động dưới mặt đất. Lễ hội Na Dam Nội Mông tổ chức thi Hoa hậu Lạc Đà. Một lễ hội gọi là Na Dam mùa đông với các cuộc đua lạc đà, bắn cung lạc đà và các sự kiện polo lạc đà đã được tổ chức tại Alaslik, khu tự trị Nội Mông phía bắc của Trung Quốc. Khoảng 10.000 con lạc đà tập trung ở đó để thi đấu trong sự kiện kéo dài 3 ngày, bắt đầu vào thứ Năm. Mùa đông là mùa tốt nhất trong năm để xem vẻ đẹp của lạc đà vì lông của chúng trở nên dày trong suốt mùa đông. Cuộc thi sắc đẹp lạc đà là một trong những hoạt động của lễ hội năm nay của Na Dam. Lạc đà đã được chấm điểm về kích thước của đầu, cấu trúc cơ thể của chúng, hình dạng của chân tay và móng guốc cũng như màu lông. Lạc đà với bộ ngực rộng và thân dài là những con có vẻ đẹp lý tưởng. Về màu lông, nhà nghiên cứu của viện Alex Camel nói rằng màu càng sáng thì lạc đà càng đẹp. Thưa quý vị, nơi ở cũ của Chaplin trở thành bảo tàng đón du khách. Nơi ở cũ của huyền thoại bằng ảnh là Charles Spencer Chaplin nằm ở thị trấn nhỏ Vevey trên bờ hồ Geneva ở phía Tây Thụy Sĩ, hiện đã được xây dựng thành một bảo tàng mở cửa cho du khách. Chaplin có lẽ là một trong những cư dân nổi tiếng nhất của thị trấn nhỏ nhưng hiện đại này. Ông đã dành 25 năm cuối đời của mình ở đây và bây giờ là bức tượng của Chaplin đứng cạnh hồ Geneva xinh đẹp.
Và mùa xuân năm 2016, nơi ở của Chaplin đã được mở cửa cho công chúng và được đặt tên là Thế giới của Chaplin. Khu vườn phía sau là một công viên nhỏ với nhiều loại cây khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Toàn bộ khuôn viên có diện tích khoảng 14 hectare và có đầy đủ các thiết bị hỗ trợ, bao gồm bể bơi, sân tennis và trang trại. Kể từ khi mở cửa cho công chúng, Chaplin's World đã nhận được hơn 700.000 du khách từ 172 quốc gia và khu vực trên thế giới. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí.